Lãnh đạo quân sự hàng đầu Hoa Kỳ nói ISIL là mối đe dọa khác so với trước, tin từ Washington DC. Lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ cho biết sự tinh vi, giàu có và quyền lực quân sự của chiến binh nhà nước Hồi giáo ISIL đặt ra mối đe dọa lớn hơn cả Al-Qaeda đối với Hoa Kỳ. Tại buổi họp báo ở ngũ giác đài hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nói ISIL, nhóm vũ trang đang chiếm giữ 1/3 Iraq, vừa công bố băng video chặt đầu một con tin người Hoa Kỳ là mối đe dọa sắp xảy ra cho lợi ích của Hoa Kỳ ở Iraq hoặc ở nơi khác. Khi được hỏi liệu ISIL có là mối đe dọa tương đương với các cuộc tấn công 11 tháng 9 năm 2001 không, Bộ trưởng Hagel nói nhóm này tinh vi và được tài trợ dồi dào như mọi nhóm khủng bố mà người Hoa Kỳ nhìn thấy, nhưng họ vượt quá một nhóm khủng bố thông thường. Họ gắn bó với ý thức hệ, có sự tinh vi của sức mạnh quân sự, có sự tài trợ dồi dào vô hạn. Điều này nằm ngoài những gì mà người Hoa Kỳ được nhìn thấy. Tướng Martin Dempsey là chủ tịch của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho biết, nhóm này có thể sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp đến các nước Tây Phương và Hoa Kỳ sau khi các chiến binh có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc châu Âu từ Iraq và Syria trở về nước. Tầm nhìn xa của họ là một nhà nước Hồi giáo gồm Iraq và Al-Sham, bao gồm Lebanon, Israel, Jordan, Syria và Kuwait.